Với Phú xin chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại kênh. Thì hôm nay thì đã lâu lắm em mới đi mua đồ và có đi quay đồ cho tất cả anh chị cô chú cùng xem. Thì thời gian vừa qua thì thứ nhất là nguyên nhân là đại dịch Covid bùng phát lần thứ hai thì Nhật Bản có số lượng người kỷ lục mỗi ngày lên tới vài nghìn người, nên là cái việc ló ra ngoài nó rất là hoang mang với cả anh chị cô chú. Và thứ hai nữa là cái nhiệt độ mùa này bên Nhật rất là khắc nghiệt, nó nóng mà nó khó chịu lắm, cũng cũng không thua kém gì Việt Nam đâu, mà cái độ ẩm nó còn thấp nên rất là khó chịu, ra ngoài rất là không muốn ra tí nào. Thì thời gian qua vì việc em lâu quê em không đi quay nên là không có thông tin trên video mới, nên là cũng có một số trường hợp người ta đã một số bọn xấu đã lấy hình ảnh của em trên Facebook để mà tạo những cái nick Zalo, những cái nick YouTube, lấy hình ảnh YouTube của em để lập một kênh mới để đi lừa một số anh chị cô chú. Vì sao lại lừa được? Vì tất cả những anh chị đấy để lại số điện thoại, bình luận số điện thoại trên cái kênh YouTube của em, nên là bọn đó nó sẽ vào nó giả lập nick Zalo và YouTube, nó bình luận trả lời và nó vào trả lời bằng Zalo. Thì việc làm một cái nick Zalo Facebook YouTube thì nó mất vài ba phút thôi, nó đơn giản. Bọn chuyên đi lừa thì nó sẽ theo dõi những cái bình luận đấy mà nó sẽ vào nó trả lời, nên anh chị cô chú rút kinh nghiệm. Số điện thoại trên em nó để trên thì là số điện thoại ở Nhật Bản, là số điện thoại Zalo duy nhất của em, nick Facebook cũng là nick em đính kèm, là nick Facebook duy nhất của em luôn. Thì số điện thoại Nhật Bản thì có đầu số là cộng 81, nên là anh chị cô chú khi mà tìm số điện thoại của em thì hãy chọn sang số điện thoại đầu số Nhật Bản hoặc là ấn vào cộng 81 để gọi cho em, để gọi được ngay. Em thấy rất nhiều anh chị gọi sang tên đoàn số Việt Nam sang đây cho em, hoặc là tìm được Zalo của em là nhắn tin, đó chuyện rất là dễ. Nhưng mà nhiều anh chị vẫn không chú ý tìm bằng cộng 84, nên là theo tìm đến mùa quýt sang năm này cái sao cũng không thấy. Và đã hiện tại đã có hai anh chị báo với hai anh bảo với em là đã bị lừa, bị hai đứa khác nhau lừa. Đầu tiên là một cái con tên là Tường Vi, nó lừa một một bác cũng mua con Sony SSX9, và thứ hai là cũng hôm qua có một anh cũng mua SSX9. À, trước đây có nhắn tin cho em trên Zalo lâu lắm rồi, thì em có trả lời khi nào có thì em đăng lên thì biết được, chứ giờ em không chưa có nào. Nhưng mà hôm qua thì anh ấy có gửi bill cho em là Cao Bá Trung, thì có phải là tài khoản của em không? Thì em bảo tất nhiên là không rồi, đâu phải tên của em đâu mà là của em được. Thế mà anh ấy chuyển cho nó 37 triệu 2 rồi, nhờ mua SSX9. Bảo thế thì anh bị khả năng anh bị lừa. Thế em mới bảo là anh bị lừa thật chứ không phải là khả năng rồi. Thì không phải tên em thì đừng có chuyện, mà nếu mà không phải tên em thì hãy gọi điện lại để xác minh, nếu là mặt của em thì mới đúng là em. Chứ hiện tại là em chỉ có một số Zalo duy nhất, một nick Facebook duy nhất, một kênh YouTube bán hàng duy nhất, còn những còn lại là không sử dụng vào mục đích bán hàng hoặc là không phải của em. Nên là tất cả anh chị cô chú chú ý giúp em. Đấy là có việc đáng tiếc xảy ra rồi, em đã đăng video lên Facebook cảnh báo là rất là rõ ràng rồi, nên là các anh chị cô chú cũng hết sức chú ý giúp em. Rồi còn lại vấn đề chính thì hôm nay em có đi mua bộ loa Bose 101 IT, có chân có càng này, rất là đẹp. Em mua cho một anh ở Hải Dương, thì cái này cũng để đây lâu 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 đấy, thì trước em quay rồi mà kiểu là nó cũng đắt, có cái càng nó đắt này, nếu mà không có càng nó chỉ giá tầm này thôi, một một mắt mốt này thôi, tầm 2,3 triệu gì đấy, nhưng mà nó có cái càng vào thì nó lên tầm 3 triệu, nó đắt hơn rất là nhiều. Thì con này thì là bao 101 IT nha quý vị anh chị, rất là 1988, giá mới niêm yết của nó sẽ là 42.800, còn tương đương khoảng 43 tầm là 9 triệu. Và hàng cũ bây giờ thì nó người ta bán 1,4 300, đưa vào tầm 3 triệu Việt Nam đồng. Em sẽ nhấc nó ra để quay phía sau cho anh chị cô chú xem. Vì những đồ này nó nhỏ nên là sẽ dễ thao tác, dễ nhấc. Đây, con này thì công suất từ 60W đối với RMS và 160W đối với ở chế độ pitch, và cái trợ kháng nó sẽ là 6 ôm. Con này thì sản xuất ở Bose Corporation này, Bose Corporation Birmingham này, USA này, made in USA, rất là rõ ràng đấy, rất là hàng chuẩn đấy.
và đợi trong kia là một con đó nữa, nó có cái chân này nên là anh ấy cũng rất là ưng, và một dân chơi nhạc chính hiệu, rất là nhiều đồ loa đồ đẹp ở trong nhà thì em sẽ mua con này. Bề ngoài nó cũng rất đẹp, để lâu bụi nó bám một chút thì em sẽ lau lại một chút cho kỹ rồi bọc và gửi về cho anh đấy. Thì anh ấy cũng có mua ủng hộ em một đôi bâu 101 như vậy, cho em có đăng trên Facebook ạ. Thì bâu 101 mơ mơ của em có một đôi như vậy, nhưng mà cái mỏ mỏ chim hoặc là cái mỏ chim mỏ cặp dây này nó bị vỡ mất, nên là trong này thì nó vẫn có hai một cái thanh sắt dài đây sang đây, khi mà người ta kẹp cái dây này vào thì nó sẽ kẹp cái dây vào giữa cái mỏ này và cái thanh sắt đấy, thì em sẽ nối dây thẳng với cái thanh sắt đấy ra đây để nghe nhạc. Chất âm vẫn rất là ok, rất là tuyệt vời, không có gì thay đổi, vẫn là 150W và 6 ohm, made in USA luôn. Ở đây thì giá bán là 2,3 triệu, và thì chưa tính tiền cước, ở Việt Nam nữa thì nó rơi tầm hơn triệu tiền cước cả bên này cả về Việt Nam, thế là tầm 3,5 triệu gì đấy, 3,5 triệu đấy là một cách thẳng băng về, không có công xá gì, mua thẳng như vậy. Nhưng mà cái đôi của em thì em bán là cả về Việt Nam là em bán 3 triệu, coi như là công cán này nằm trong cái tất cả đấy rồi, là em sẽ bán 3 triệu. Hàng vẫn đợt trước vẫn đẹp như vậy, nhưng mà sau chỉ có mọi chim nó bị vỡ thôi. Nhân tiện ở đấy có nhiều loa bâu, em sẽ quay lại lượt cho tất cả anh chị cô chú cùng xem và tham khảo nữa. Em sẽ chụp một bức hình, hình nhiều bâu quá. Có đẹp. Một vẫn là những đôi 101 mờ mờ này thôi. Vẫn có giá là 1,1 còn tương đương 2,3 triệu. Con này thì hai đôi này sản xuất 2002. Ở bên này thì hai đôi bao 101AD, 101AD thì nó đắt hơn là 101 mơ mơ. Đấy thì 101AD này tương đương với giá của nó bên này nó đã gần 3,5 triệu rồi, một đôi như này rồi. Ở Việt Nam nữa thì nó sẽ tầm 5 triệu. 101AD này thì nó cảm giác nó nặng hơn 101 mơ mơ. Mấy cái đôi mà IT này thì em mua cho anh đấy thì về Việt Nam nó là tầm khoảng hơn 6 triệu một chút, là sẽ về Việt Nam về trong vòng 10 ngày gì đấy. Và em xin nhắc lại là nếu mua hàng thì hãy alo trực tiếp vào số điện thoại em để dưới cộng 81 nhé, số điện thoại Nhật Bản của em ở Nhật nên em phải dùng số điện thoại Nhật để tiện liên lạc mua hàng các thứ, cộng 81 080 681 7 3 9 7 0. Mà nick Facebook em có đính kèm ở dưới Phụ TV 89. Thì đấy là nick Facebook và Zalo duy nhất của em. Số tài khoản tên tên số tài khoản ngân hàng của em thì vẫn là tên phụ của em thôi nhé. Đấy là số tài khoản khác thì không phải là của em. Nên anh chị cô chú nếu mà số điện thoại Zalo khác kết bạn không phải số điện thoại đấy thì là không phải của em. Nick Facebook khác không phải cái nick đấy thì là nick, không phải nick em để kèm ở dưới thì không phải là của em, và số tài khoản không phải tên của em thì là lừa đảo đấy. Em nhắc lại cho tất cả anh chị cô chú cùng chú ý. Bên này thì tiếp tục là những đôi bầu, đây này đến đông gì đây, SC101S đẹp nào, đôi này đẹp thật, teo nó bị rơi dán lên nhau, đôi này đẹp vời mà bạn 303 biết nghe ra gì không, SC101S 90 dB 100W cũng khá khủng ấy chứ, là rẻ vậy. Giá này thì tương đương tầm hơn hơn 700.000 một đôi. Con này thì hơn 700.000 đôi nha bác. Dạ thật. Vậy nó có một đôi một cái sao nữa. Ở dưới này là một đôi hai đôi 101, con này thì cũng có giá là 3 triệu, tầm 3 triệu một đôi, chưa ship nhé, khác khác một chút đấy là cái này thì căng xong lại không vào đây. Đây là mấy con loa bầu phía đầu này, thì bên kia hình như cũng còn một số con nữa, em sẽ sang quay cho bác xem luôn. Đây thì không một hai đôi một bộ gọi là 5.1 2.1 thì đấy,
là bầu, là bầu gì, 501X nhỉ, gọi là 501, 40 là con, cũng là con nó bán khoảng tầm gần 1 triệu chưa ship. Con này thì cũng made in USA luôn nha bác, rất đẹp. Mà cái kiểu dáng thiết kế của nó thì nó hơi thô một chút, theo nhận định là hơi thô một chút so với cái dòng gì nhỉ, AM5. Đây cũng có một con 121 nữa, cũng có giá là 1.635 xăng 3.5. Thì ở đây một cái nữa đây. Đấy thì đây là một số logo. Và nhân tiện này em mua cái con 101 IT, làm có review cho bác xem luôn mấy con logo này. Thì em sẽ mua con này về bác. Đấy. Em xin cảm ơn tất cả anh chị cô chú đã ủng hộ em trong thời gian qua. Và cũng một lần nữa xin được nhắc lại là hãy hạn chế để lại số điện thoại dưới bình luận, và đó là cơ hội cho những cái bọn đi lừa đảo. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau.